viên mô bé tinh tình sắc sao việc dân mạch mạch bao trần trần ra ra thì hai người đừng thấy cô dễ dàng. Qua suối qua đèo khó đến đâu con cũng quyết theo cô cho bằng. Trách bóng bóng trăng già cô tiên nữ cùng hằng xuống trời chắp tay khấn nguyện Phật trời cho con thương lộ tới nơi cũng vàng thì giá cô vâng lời Chúa sơn trăng phép mì hóa phép mi độ đang chúng con đi. Tròn thế nên cô mới vẽ con đường mòn để con qua chứ tưởng rằng thì đường đất thầm thầm xa nhìn đi sang bên đường đã thi động tam tòa thánh cô. Không là những hát văn hầu thật là xa.
khen cho ghế cô giỏi sang, một tay sắp đặt các việc người rõ ràng rằng sai đã có tâm lại không ít công sức tiền hiện tại. Lần sau mà mời cô Loan ra thì phải đúng văn bài hôm nay. Thank you.
đàn thèn đàn thèn hòa theo tiếng hát nhiều tay tiên sao cũng mua dịu dàng trên non cao nhiều đôi sim tím còn bừng bừng cũng về rồi tây bạn thiệt thiệt tây bạn tây ơi ơi thái bình ơi cho nông vương nông nông thêm nhớ thêm thương cho nông vương nông nông thêm nhớ thêm thương bạn địa địa đây con đến cầu mạnh mạnh người đi cầu mùa người đi cầu con đi đạp quạt quạt chân chân châu tăng đi quan tiền đi chân chân người buồn buồn ban ban thì được thành thành thông người đồng đồng thôn nước nước thành 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 cao hồ quài sắt sắt đô cho chân chân chồng nghiệp đầy sau tay hồi cũng về sự lập